Thưa quý vị, thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được các ngành các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm với mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của xã hội. Thực hiện tháng hành động về an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm tỉnh Bạc Liêu đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành ra quân tuyên truyền, kết hợp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của cộng đồng. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn, thì công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn chất lượng cao, luôn được các cấp các ngành quan tâm thực hiện, góp phần làm chuyển biến nhận thức đối với các đơn vị quản lý sản xuất kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng trong việc tuân thủ theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Giang Kim Mai, cơ sở sản xuất bún Thanh Mai, phường 1, thành phố Bạc Liêu cho biết, mỗi ngày cơ sở của chị cung ứng ra thị trường khoảng 400 kg bún và bánh hỏi. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất luôn lựa chọn nguồn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn. Quá trình sản xuất thì như máy móc thì dây chuyền khép kín hết, xài máy hết hoàn toàn. Trong cái an toàn thực phẩm thì như mình bảo quản cái chất benzogas của cơ quan cho phép, như mình xài mức như đúng theo quy định, như 100 kg thì 100 kg. Từ cái khâu đầu vô là kiểm tra liền là thịt heo nóng là sạch, là bắt đầu phải lóc sạch, lấy chỉ bằng sạch thôi rồi bị rửa nữa, rồi với ướp rồi với làm, chứ không phải là lấy sao gì làm gì. Chủ yếu là mình ăn sao mà làm sạch vậy đó. Cái này không có để chất bảo quản á, thì để trong tủ đông phải không độ thì để một tháng. Còn để ở ngoài chỉ từ sáng làm nó nóng mà tới tối là phải để nguội bỏ tủ đông rồi. Còn nếu mà để tủ mát thì để trong chuẩn một ăn một tuần thôi. Hiện tại thì shop Bảo Liễu đang kinh doanh trên khoảng 500 mặt hàng. Dạ, trước khi nhập hàng thì shop cũng có hỏi nhà phân phối hoặc là nơi nhập hàng là có đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm không, và có đầy đủ giấy tờ điều kiện về công bố chất lượng của sản phẩm không. Nếu mà có đầy đủ những tiêu chí trên thì shop mới đảm bảo nhập hàng vô để bán cho khách. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Ngành chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh thực phẩm nêu cao tinh thần ý thức bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của luật an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Qua đó, góp phần nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Đoàn kiểm tra liên ngành chủ yếu là tăng cường công tác cái tuyên truyền. Thứ nhất là tuyên truyền đến là các cấp ủy đảng, chính quyền tới cán bộ đảng viên. Đặc biệt là cái đối với cái cơ sở sản xuất thì mình tăng cường công tác tuyên truyền cái an toàn vệ sinh thực phẩm, các văn bản vi phạm pháp luật. Thứ hai nữa là trong quá trình sản xuất là chế biến các cái phụ gia thực phẩm phải chi xuất được cái nguồn gốc xuất xứ. Ví dụ như các hàng hóa nhập khẩu phải có cái tem phụ và nhãn mác. Rồi các cơ sở sản xuất phải có cái hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm của cơ sở mình. Đối với người tiêu dùng cũng vậy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất những sản phẩm là không rõ nguồn gốc xuất xứ. Rồi những cái sản phẩm ô thiêu là tuyệt đối là tẩy chay những sản phẩm đó. Đồng thời là kịp thời là báo cáo về các cái cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm những cái sản phẩm không an toàn. Với những nỗ lực của các cấp các ngành có liên quan, công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh cơ bản từng bước đi vào nề nếp, ổn định, ý thức người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng ngày càng được cải thiện.